xin gửi lời chào đến quý vị đến với Social Q&A, hỏi và trả lời nhanh cùng với Khỏe Đẹp Show. Và đến với chương trình này thì quý vị còn có cơ hội may mắn để nhận được những món quà đặc biệt từ Vinashop Home Shopping. Thưa quý vị, rất là đơn giản, quý vị chỉ vào trang Facebook của Vinashop, đó là www.facebook.com/vinashoptv. Và khi vào đó quý vị chỉ cần bấm like. Và bên dưới quý vị có thể trả lời những câu hỏi và đồng thời share những video clip thì quý vị sẽ có cơ hội để trúng những phần thưởng này. Và chủ đề ngày hôm nay Nhật Quỳnh xin được giới thiệu đến quý vị. Thưa quý vị, đó là tất cả những phụ nữ đều mong muốn có được một cơ thể rất là thon gọn. Nhưng mà không phải ai cũng có nhiều thời gian để tập luyện cho vòng eo thon thả. Vì thế câu hỏi của phần trả lời nhanh của ngày hôm nay đó là: bạn đã làm gì để có thân hình đẹp và để lo cho sắc đẹp của mình? A. Câu trả lời có thể là tập thể dục, thoa kem dưỡng da, sửa sắc đẹp hoặc là đi tới tiệm làm facial, v.v. Và quý vị hãy nhớ lên trang mạng Facebook www.facebook.com/vinashoptv để trả lời những câu hỏi ở phần comments. Quý vị nào may mắn thì sẽ được chọn một món quà từ Vinashop. Trong tuần qua có 4 khán giả đã tham gia vào trong chương trình Khỏe Đẹp Show Episode 5 Body Patch và hai bạn đã nhận được quà, đó là Natalie Lê và người kế đến đó là Queen Lê. Hai bạn sẽ nhận được một hộp Slim Patch và 5 miếng mặt nạ dưỡng da của hiệu Tony Moly. Chúc mừng.